Alo. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại với sân Spotless để đón xem trận đấu giữa hai đội Trung Minh Phong và Sài Gòn United. Hai đội bóng đã có điểm ở vòng 1. Đây là một dấu cũng rất đáng chú ý ở vòng 2 mùa giải này. Điểm đã giúp nhận lại số 7 mùa 1. Đội trưởng của Trung Minh Phong vẫn đang là số 10 Tú Sao Vi. Và đội trưởng của Sài Gòn United đó là thủ môn số 1 Thế Trung. Ở trận hình một của trận này, các đội Trung Minh Phong sẽ bảo vệ mặt sân bên phía tay trái theo hình quý vị với bộ trang phục áo xanh lá cây, và trong bộ trang phục áo xanh cũng là Sài Gòn United. Trung Phong sẽ dẫn trước. Như vậy một cuộc trận đấu vừa bắt đầu. Ở vòng 1 thì các thủ Sài Gòn United đã thắng 1-0 trước đội bóng rất mạnh đó là The Wing. Một trận đấu mà chân sút Trường Lê Thủy đã lập công. Trung Minh Phong đã hòa 2 đều trước Dân Nhân Quán Âm ở vòng 1. Đó là một trận đấu mà Trung Minh Phong đã chơi hay và tạo ra nhiều cơ hội. Đường xuất phát của Trung Minh Phong ở trong trận đấu này, thủ môn số 1 Xuân Thế, đội trưởng số 10 Tú Sa Vi, số 11 Lê Huy, số 17 Văn Trung, số 16 Phương Bắc và số 5 Thanh Hưng. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Trung Minh Phong đó là ông Lưu Đình Quyền. Lui lại. Rồi. Bóng vượt trong tầm quan sát của Sài Gòn United. Bấm giỡn hơn, bấm giỡn hơn. Pha xử lý hơi mắc hào hiểm của trung vệ màu số 4 Thiện Tâm. Hai đội đang nhập cuộc rất quyết tâm. Đường chuyền của Tú Sa Vi. Đúng là Sa Vi. Đường chuyền cao tiếp giác bóng rất tốt của Sa Vi. Dành cho thông báo số 5. Anh Bắc ơi, hai bóng giữa lại, bóng giữa lại, bóng giữa lại. Đó là bàn thắng của Dương Thanh Hưng. Ngay ở những phút đầu hiệp 1, các thủ áo xanh lá cây Trung Minh Phong đã tạo ra một lợi thế với pha phối hợp mà mở trước khi. Đó là đường chuyền của Tú Sa Vi dành cho Thanh Hưng. Đội xuất phát của Sài Gòn United ở trong trận này, số 16 Anh Trương, số 8 Việt Cường, số 11 Thanh Duy, số 4 Thiện Tâm, số 6 Minh Hải, số 17 Xuân Khoa và thủ môn số 1 Thế Trung. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sài Gòn United đó là ông Hoàng Phú. Pha là bóng ở cánh trái của Trung Minh Phong. Vũ Túc, Lê Văn Trung với chiến thắng 1-0 trước Dân Nhân Quân ở vòng 1. Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, sự tự tin là điều mà các đội áo xanh Sài Gòn United đã có được. Nhưng họ đã gặp khó khăn ngay ở những phút đầu hiệp 1 trước sức ép của Trung Minh Phong. Ngày hôm nay Trung Minh Phong vẫn đang gặp trung vệ áo số 5 đó là Thanh Hưng. Ở phần sân nhà trong thắng vừa rồi của Thanh Hưng, anh đã dâng cao và tạo ra một pha phối hợp rất hay cùng với Sa Vi. Không được, pha bóng của trung vệ bên phía Sài Gòn United. Vẫn là cầu thủ Trung Minh Phong. Phản công. Bóng bật rất hay, không được. Pha lùi về rất nhanh của Văn Quang. Anh Văn Quang nhìn phải nè. Bước lên hơn, bước lên hơn. Bước giữa lại.
quay đi quay. Đường xuyên của Minh Hải. Rồi quay. Vui lắm. Minh Hải là một trong hai hậu vệ cánh của đội bóng áo xanh lá cây. Sài Gòn tiếp vào sân số này. Trước đây Lê Huy. Big. Vai trò của Quốc Việt trong lối chơi của Sài Gòn United là rất quan trọng trong việc điều tiết lối chơi. Quốc Việt vẫn đang được huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sài Gòn United được đẩy thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm đúng với Sở Đức Văn. Ngày hôm nay anh sẽ đấu mạnh với Lê Huy và đó là số 5 Thái Đương. Sao Huy phạm sát thì quyết định. Và trung không vượt qua đường trung về Ân Trương. Sẽ có một phạt vàng dành cho Trung Nguyên Phong. Trung kêu Trung. Nhưng là Trung. Văn Trung, quả đá từ xa của Văn Trung. Hai cầu thủ đang thiếu thứ nhất của Trung Minh Phong đó là Văn Trung và số 5 Thái Đương. Ở bên trái này đó là sự xuất hiện của Văn Quang. Văn Quang cùng với Tú Sa Vi là hai cầu thủ đã có được hàng thắng cho Trung Minh Phong ở vòng 1. Đó là trận hòa hai đều trước dành nhiều quả nam. Đã từ sát. Bàn thắng bất ngờ của Trung Nguyên Phong. Một đoạn chừng từ xa của Trần Văn Quang khiến cho thủ môn số 1 đội trưởng của Sài Gòn United đó là Thế Trung bất ngờ. Một đoạn rất căng từ xa của Văn Quang. Hai không rồi. Quay. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của cầu thủ áo số 9 hậu vệ cánh trái của Trung Nguyên Phong. Đây đây, Văn Trung ra. Đây đây, đi rồi đừng quay. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là số 8 của Sài Gòn. Không được, đội chủ của Việt Cường. Tỷ số này vẫn đang là 2-0 tạm nghiêng về Trung Nguyên Phong, nhưng mà thắng rất nhanh ở trong hiệp 1. Đặc biệt là những thắng đều xuất phát từ những cầu thủ thi đấu khá thấp của Trung Nguyên Phong, đó là Văn Quang và Thế Hưng. Lại là một pha xuất sắc không vào. Đá nửa của Văn Quang. Lúc này thì thủ môn Thế Trung đã chủ động. Được hay không được. Và trái bóng của số 8 đó là Việt Cường. Rất nhiều những đường chuyền của Việt Cường dành cho tiền đạo của Sài Gòn United. Để mình cho các thủ sân lấy cây Sài Gòn United. Đi ngồi đó. Bỏ vô nha, kiếm ngồi đó. Thế Tông. Vâng, bóng đã để hết được bên anh. Lợi thế vẫn đang thuộc về Trung Minh Phong. Rất tức. Đường xuôi cho Tố Sa Vi. Vâng, phải công cho Trung Minh Phong. Ba đứng lại bác. Quang. Chạy ra đây. Để xem một cơ hội dành cho Trung Minh Phong. Quay ơi, nhìn nó chạy ra rồi quay.
Ở hai trận đấu vừa khép lại thì các cầu thủ Dân Chuyền Đầu Huỳnh đã vượt qua bóp vô Suy An Khang với tỷ số là 3-0. Đưa giải bóng, đưa giải bóng mở anh ra. Trận đấu vừa khép lại, Ngọc Hoàng EU đã vượt qua Media 24 giờ Tông Cao Việt với tỷ số là 3-1. Hai trận thắng liên tiếp đã thuộc về Ngọc Hoàng EU. Không bị anh mang, tiến người lên. Đá phạt cho các thủ Sài Gòn United. Đội không vào. Pha dứt điểm của Việt Cường. Hợp với cánh trái Việt Cường cũng đã dâng cao. Khánh Bình vẫn đang được đang lợi thế cho các thủ áo xanh của trung phong với hàng đánh của Thanh Hưng. Và số chính đó là Văn Quang. Mình đây Văn Quang. Sài Gòn Thích đang đẩy đội hình lên rất cao. Nó chỉ đóng bụng mình trông về anh Trương ở phần sân nhà. Vẫn là Việt Cường và Thiên Tông. Chúng ta đã thấy hai hậu vệ cánh của họ cũng đã dâng cao. Ném bên cho Sài Gòn United. Đội bóng xanh Sài Gòn United đang rất căng trường. Và sự vội vàng sẽ giúp cho các cầu thủ áo xanh của trung phong có được lợi thế bởi những pha phản công rất nhanh. Tú Sao Việt sẵn sàng tạo ra những đường truyền bất ngờ dành cho đồng đội sẵn sàng dâng cao ở hai cánh. Đó là Văn Quang và Lê Huy. Văn Quang và sát của Minh Hải vẫn là trung phong. Lê Huy đường truyền cho Tú Sao Vi. Bóng vào trong tầm sát của trung phong. Rất bình tĩnh xuống xa. Cú đá của đội áo số 5. Không dỡ lại. Và thì vừa rồi là của Thanh Liên. Đứng lại. Phải là bóng người kích phải của Sài Gòn United. Toàn sân phá đi. Và phối hợp rất nhịp nhàng của Trung Nguyên Phong. Tú Sao Vi. Tổng hoạt động của Tú Sao Vi cũng đang rất rộng. Thân đương Sao Vi không được. Nếu mình cho các thủ áo xanh Sài Gòn United. Đội là Trương. Không có lỗi của Trung Nguyên Phong. Đó là pha xanh của Phú Bắc. Mười hai đã phạm lỗi với Phú Bắc. Một bóng xuống biên cởi. Thế nào vào xuống vậy. Đáng tiếc là Xuân Khoa đã không phối hợp thành công. Phản công cho Trung Nguyên Phong. Vừa qua được bóng thứ mạnh đó là Dân Chuyền Đầu Huỳnh ở vòng 1. Đó là một thành quả đến từ những nỗ lực và những sự nỗ lực rất tuyệt vời của thủ môn Sài Gòn United ở vòng 1.
họ là để cho đối phương có được hai bàn rất nhanh ở trong hiệp này và đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước bên phần sâu trận hòa hai đều trong dân nhiều quân hàm họ đã tiếp cận trận đấu các thứ bàn áo sát ngay và trang chiều những hồi và tung ra những pha phơm quyết định, đó là những đường chuyền rất nhanh và đặc biệt là những pha dứt từ xa luôn là lựa chọn mà trung phong đang thực hiện rất nhiều. Thái Đương vẫn ném bên cho cái thủ Sài Gòn Juventus. Bên đây và đó là đội áo số 5 Vũ Việt. Vũ Việt và sẽ đến kết thúc của Vũ Việt. Việt Khương đúng sang là vị đội trưởng của trung phong. Bộ này cũng đã lùi về để hỗ trợ khá nguyên pha được bóng lửa của Việt Cường khoảng trống kia khở vào hoa ngô thủ môn xu thế của Trung Nguyên Phong đá rất căng của Ngô Việt. Đây cũng là cái đá đầu tiên của thiên về trung tâm bên phía Sài Gòn United. Tỷ số vẫn đang 2-0 tạo nguyên về trung phong. Không được. Là hạ bộ được chuyền nữa của Vích Cường. Dành cho thế nào Xuân Khoa. Rất nhiều những đường chuyền của đồng đội dành cho Xuân Khoa. Tuy nhiên rất khó để cho thế nào đây. Có thể ở một thế thế trống trải để nhận đường chuyền. Xuân Khoa không được. Phá xử lý của Phúc Bắc trước kết thúc. Phúc Bắc đã thoát ra khỏi hai sửa để bám của Sài Gòn United. Phản công không vượt qua được Thanh Hưng và đó là pha phạm lỗi của bên này. Anh em mình tỉnh lại coi. Quay cái đầu lại coi. Lên lại. Đội trưởng cho Lê Huy không được bám sát quan trường đã có sự block tốt của Việt Cường và anh Trường đúng mà Lê Huy đã dâng cao Việt Cường đội chân sát vượt qua chân trái của đá của Việt Cường. Với cơ có nào trong những cái thủ đang chơi thúc của Sài Gòn United ở sân chỗ này. Đường trái vẫn đang là gánh lời bóng chỗ đạo của đội bóng áo xanh Sài Gòn United. Đối với Việt Cường không vượt qua đường trung vệ
thứ tư. Những phút vừa qua là những phút mà các thủ áo xanh Sài Gòn Thức đang kiểm soát bóng túc. Xuống qua, vừa là xuống qua và lần xả của thứ tư. Sự kiểu vẫn đang được các thủ Sài Gòn Du Thức tạo ra ở thế này. Anh Trương Quý Việt vẫn là Quý Việt nỗ lực cứu bóng của số 5. Tiền vệ trung tâm của Sài Gòn Thuyết cũng đã di chuyển sang cánh phải. Anh Trương Quý Việt Bình Trương. Vâng, vấn đề các thủ áo xanh trung phong có sự thay đổi người. Tú sao vì rời sân, đội trưởng của Trung Nguyên Phong, người đã có một pha kiến tạo dành cho Thanh Hưng lập công. Và vào số 3 đó là Hoa Sơn được đưa vào sân. Quốc Việt bóng đi hơi sau. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Sài Gòn Du Thức. Có được hai bàn thắng kịp chung tạo ra một tâm thế thoải mái cho các thủ Trung Minh Phong. Họ vẫn đang lùi sâu. Lúc này thì số 1 Lê Huy đang được đẩy lên cao để cắm vào vị trí của Sao Vy đến lại. Vâng, phải gông cho Sài Gòn Du Thức. Cao Nguyên cầu vào. Dấu dấu vẫn đang liên tiếp được tạo ra trung thành của từ một số bụng xuống thế bên phía Trung Phong. Lê Huy, hàng thủ của Sài Gòn Du Thức áp sát Lê Huy. Thế Trung trận đấu còn lại ở vòng 2 đó là cầu thủ đỏ sức giữa hai đội Doanh Nhân Quán Nam và câu lạc bộ Doanh Nhân Công. Hai đội bóng đều đã có điểm ở phân mục. Giọng đá số 7 Doanh Nhân Lai mùa 1 có sự góp mặt của 8 đội. Và đây là vòng 2 của giải đấu này. Và bờ cánh rất thoáng nhìn cho cầu thủ số 3 đó là Hoa Sơn. Hoa Sơn Lê Huy đường chuyền hơi vội của Lê Huy không vượt qua đường tiến tâm. Lê Huy giữa tức. Quang Hưng, vâng là Quang Hưng chân trái không được. Cú đá hơi vội của Quang Hưng. Tỷ số vẫn là 2-8 về Trung Phong.
Đội thắng rất sớm ở trong hiệp 1. Thực hiện bởi Văn Hoàng và Thế Đức. Quang Sơn. Sài Gòn Di Tích đang đẩy cao đội hình. Quang Sơn. Vương Việt. Qua người vẫn lỗi. Đúng phạm lỗi của Văn Trung. Cơ hội dành cho các thủ áo xanh Sài Gòn Youth. Cầu thủ trung phong có sự thật đúng người. Cầu thủ áo số 16 Phục Bắc rời sân. 16 bên đây. Phục Bắc rời sân. Số 18 đó là Hoàng Tuấn được đưa vào sân. Cầu dành cho tiền đạo Xuân Khoa. Rất thuận lời cho Xuân Khoa. Xuân Khoa không được quan trọng của Trung Quân Phong. Vương Phiệt vẫn là số 5. Không được. Lê Huy phản công cho Trung Quân Phong. Một mình Lê Huy. Cả đồ áo xanh của Sài Gòn Tinh đã xin Lê Huy. Vẫn không có bất ngờ nào trong pha phản công vừa rồi. Đáng tiếc là cả đồ áo xanh của Sài Gòn Tinh đã không tạo ra một pha phản công nhanh. Được chung lỗi của anh Trương. Quang Sơn. Quang người thức hay Quang Sơn. Nhớ còn bình như Quang Sơn có cái tượng cách khá tốt thiếu ăn. Chưa thể tung ra vài chiếc đêm. Vương Quy Liệt. Phá sức của số 5 Thanh Hưng. Vâng lỗi. Một loạt những pha áp sát của hai đội. Đá phạt cho Trung Quân Phong. Và phạm lỗi của Minh Hải. Vâng, sự theo người của Sài Gòn Youtis Minh Hải rời sân. Và Thanh Hùng được đưa vào sân. Và số 5. Số 5 của Sài Gòn Youtis. Số 5 của Sài Gòn Youtis. Đó là Quốc Việt rời sân. Số 5 Quốc Việt rời sân. Vâng, cửa vào số 4 rời sân. Đây sẽ là một cơ hội dành cho Trung Nguyên Phong. Đã thắng, không vào. Đúng tỉnh táo của thủ môn số 1, đó là Thế Trung. Vâng, chúng ta số 4 Thiện Tâm rời sân. Và Thanh Quang được đưa vào sân. Hai sự thương người của Sài Gòn Youtis. Mà nếu như không có một tình huống cố thủ xuất thần của Thế Trung. Lưới của đội bóng áo xanh Sài Gòn Tinh đã rung lần thứ ba rồi. Hoàng Sơn. Sự có mặt của Hoàng Sơn đến phải đang giúp cho cả thời trung phong luôn tạo ra những pha đá bóng rất khó chịu ở cánh này. Hoàng Sơn. Vẫn là Hoàng Sơn. Ném biên cho Sài Gòn Youth. Quay. Đã
Đây là Thanh Hùng. Quý vị. Ok. Phạm Sanh Nhìn. Đó là đội Phạm Sanh của Thần Quang. Cao Nguyên khâu vào. Phấn đầu của Thanh Hùng. Và gông trò Sài Gòn United. Phá cái bóng Vân Túc. Quân Việt. Quân Việt cũng là một trong những điểm sáng của đội bóng Sài Gòn United. Đúng luôn chuyển bóng đều cho đồng đội. Qua người. Không vào. Pha xử lý khá tung của Xuân Khoa. Rất nhiều những tình huống hoa người như vừa rồi của Xuân Khoa. Chỉ tiếc rằng những pha dứt điểm cuối cùng vẫn chưa mang lại bàn thắng dành cho thi đào vào số 17 bên phía Sài Gòn United. Đây là Hoa Sơn. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Hai đội đang chơi đôi công ở trong hiệp 1 này. Thế lực vẫn đang thúc thúc. Vẫn là Trung Nguyên Phong. Phản công cho Sài Gòn United. Quốc Việt. Cứ phải đến thoáng kia. Quốc Việt. Cú đá. Và đường truyền của Quốc Việt dành cho Xuân Khoa. Sau hai cơ hội liên tiếp, thì đào vào số 17 Xuân Khoa đã lập công. Bàn thắng đuổi hy vọng dành cho các thủ Sài Gòn United. Bộ khai rồi. Pha bắn vào các mặt của Xuân Khoa. Ba bàn thắng đã được hai đội tạo ra ở trong hiệp 1 này. Những diễn biến rất sôi động ở trận đấu thứ ba của vòng 2. Giữa ba sân bảy nhân nhau hai. Mùa 1. Vâng lỗi. Bằng đúng này trong tài. Vàng Bích cùng đã được thi còi khép lại hiệp 1 của đội sức giữa hai đội Trung Phong và Sài Gòn United. Hiệp 1 khép lại với tỷ số là 2-1. Tạo nghiêng về Trung Bình Phong. Hai bàn thắng của Trung Bình Phong được thực hiện bởi Thanh Hưng và Văn Quang. Bàn thắng cực kỳ quan trọng của Xuân Khoa ở những phút cuối hiệp 1 sẽ giúp cho các thủ Sài Gòn United. Các thủ Trung Bình Phong đã tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Vân Quang và Thanh Hưng là hai người cầu thủ đã ghi bàn cho Trung Nguyên Phong. Tiền đạo Mao Xuân Bảy Xuân Khoa đã rút ngay tỷ số xuống còn 1-2 ở những phút cuối hiệp 1. Đó là bàn thắng cực kỳ quan trọng của Xuân Khoa. Pha dứt điểm đầu tiên của Sài Gòn United ở trong hiệp 2. Đó là pha ra chân của Thanh Quang. Rất nhiều những cơ hội được tạo ra bởi các tiền đạo hai đội. Mở bóng cho Quốc Việt. Không được. Bóng được trôi qua không thành của thủ môn Xuân Thế bên phía Trung Văn Phòng. Ý đồ rất rõ ràng của đội bóng áo xanh lá cây. Đó là Sài Gòn United. Lỗi pha phạm lỗi. Đúng phạm lỗi của thủ áo số 16 đó là Phúc Bắc. Đây sẽ là một cơ hội rất thuận lợi dành cho Sài Gòn United. Đây sẽ là một thử thách cho thủ môn Thanh Hải. Quốc Việt và số 8 chuẩn trái. Pha đá phạt của Việt Cường. Quay, kéo cao luôn rồi, không kéo dài nữa. Kéo dài hoài thôi, xung rồi sao? Vẫn là cái thủ áo xanh của Sài Gòn United. Thanh Quang, Quốc Việt. Cái thủ áo xanh Trung Phong đang lùi về khá sâu. Đưa tung.
Phản công. Đúng phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Xuân Khoa. Và đó là đội tuyển của Xuân Khoa. Tập tới vàng dành cho Vệ Cương. Cái cao lại xíu, đừng lấy lộn quá. Bị tăng quá, kéo lên. Vâng, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Trời ơi, đỡ mà không vào. Hai thủ trung văn phòng đã sát con thần của thủ môn số 1 Thế Trung. Hai người luôn. Phải không chờ trung văn phòng. Không có gì khó khăn dành cho Thế Trung. Đỡ tức, Thần Hưng. Nguyễn Việt. Không có lỗi của Thần Hưng. Cho sành số 5 của hai đội đá sai. Và lỗi của Thần Hưng. Hoàng mấy đó, Hoàng đừng đá vậy Hoàng. Có nhìn người đá Hoàng cái gì. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Quốc Việt vẫn đang là bùng bàng mong manh. Quốc Việt sẽ đứng trước và phạt cho cái thủ Sài Gòn United. Phù hợp. Vẫn còn Việt Cường. Bấm bài rồi. Đó là va sát của số 3 Hoa Sơn. Xúc xa không được. Đá từ xa của Việt Cường. Ngày hôm nay số 8 của đội bóng Sài Gòn United cũng đã tạo ra những cú đá như vừa rồi. Tầm hoạt động của Việt Cường đang rất rộng. Lúc này anh đã di chuyển vào trung tâm. Hiệp 1 là vai trò ở hành lang bên trái của Sài Gòn United. Xin ngồi nè. Liên tiếp là những pha phạm lỗi của trung văn phòng trong hiệp hai này. Họ cần phải hạn chế những pha phạm lỗi. Đây sẽ là một cơ hội dành cho Quốc Việt. Rất nhiều những pha đá phạt dành cho Sài Gòn United. Quốc Việt cờ vào. Phạt đá bóng an toàn của Thanh Hải. Sự nghiệp vẫn đang đường Sài Gòn United tạo ra cờ vào. Pha băng ra của Thanh Hải vừa đủ để không cho tiền đạo của Sài Gòn United có được pha đến đâu. Vẫn là Sài Gòn United trên trái. Đã hơi cao của Quốc Việt. Tỷ số vẫn là 2-1-8. Nguyên về đội bóng Trung Kinh Phong. Những bàn thắng đều thực hiện ở trong hiệp 1. Lê Huy. Đúng một luôn Huy. Đi đâu? Đừng có cách xa vậy, mệt hết. Vâng, đây Lê Huy đừng đợi lên cao thi đấu cao nhất trên công của Trung Minh Phong. Thì Túng sao về Đại Sơn. Nguyễn Việt. Và sát. Đó là vào sát của Vân Quang. Phản công cho Sài Gòn United. Đường chứng mạnh về trong Xuân Khoa. Vân Quang rất khẩy lỗi. Không có lỗi của anh Trung. Đó là pha sát đầy kinh nghiệm của anh Trung. Bóng vỡ trong tầm cái sát của đội bóng Sài Gòn United. Ok. Vân Quang. Vân bóng đã chạm tay của Vân Quang. Thầy đó thầy. Anh em rồi đó, cánh hiểu nè, đó đi. Anh mày đó. Đá phạt cho cầu thủ Trung Phong. Quay.
Đúng rồi. Đúng rồi. Xuống xa. Cá Hương Cao Bao. Pha chỉ điểm từ xa của Lê Văn Trung. Đó là một pha chỉ điểm có ý đồ của Văn Trung. Hậu vệ cánh trái Văn Quang cũng đã áp sát cầu hai. Nếu như đó là một pha chạm bóng, nhiều khả năng sẽ là bàn thứ ba cho Trung Quân Phong. Phố Bắc đường chuyền rất hay, Văn Quang không kịp. Đó là đường chuyền của Thanh Hưng. Vấn đề cái đồ áo xanh sẽ có chú thích có sự thay người số 8 Việt Cường Đại Sơn. Và lúc này chú áo số 6 Minh Hải được đưa vào sân. Đường chuyền cho Minh Hải. Pha trả bóng bừng ra hơi mạnh của Minh Hải. Lê Huy. Đây là Phố Bắc không vượt qua được Hữu Việt phản công. Xuân Khoa không có ai. Đội xuống theo cảm tính của Xuân Khoa. Những đường truyền rất hay của số 5 Quốc Việt cùng cho đồng đội. Đó đều là những pha mở bóng đặt đồng đội vào tư thế rất trống chạy. Thần Quang rất kỹ thuật. Đường truyền của Thần Quang. Mình đây Quốc Việt mở kênh trước thoát. Tạm bóng vào, không vào. Và mùa thân này rất nhiều những pha đợi bóng an toàn của thủ môn áo số 2. Kim ngồi đứng nè. Sự tỉnh táo của thằng này đang giúp cho Trung Quân Phong tránh được rất nhiều những bàn thua. Không em không vào. Cánh lại. Là một cơ nữa dành cho Sài Gòn United. Tôi lỡ cái nãy, tôi lỡ cái nãy. Phản đầu cứu thua của Văn Quang. Sự kiếm vững này đường Sài Gòn United tạo ra ở thời điểm này. Vương Việt, đó là Vương Việt. Và sát của Lê Huy. Đúng rồi, đúng rồi, rồi. Vâng, ném bình cho cái đầu áo xanh Trung Quân Phong. Minh Hải, lỗi của Minh Hải. Tuấn Việt vẫn đang là một bà bóng bay. Thôi đó là vẫn còn cho các đội Sài Gòn United. Vì sao là một pha đá phạt. Văn Quang sẽ đứng trước pha đá phạt này. Văn Quang đến đâu. Pha đá này ngừng rất kỹ thuật. Vâng, 3-1 cho Trung Quân Phong. Tỉnh lại đã. Giết người đã. Thái ơi, Thái. Vì đó là thắng của Phố Bắc. Thái. Vẫn đầu rất kỹ thuật của Phố Bắc. Khi mà các đội Sài Gòn như tuyết đang tạo ra những cơ hội, những sức ép rất mạnh mẽ trung thành của tân này. Sự tỏa sáng của Phố Bắc ở thêm này là rất quan trọng. Đường chuyền như đất của Văn Quang dành cho Phố Bắc. Và kết biệt đã được nới rộng cho Trung Quân Phong. Tỷ số đang là 3-1. Thời điểm trước bàn thắng của Phố Bắc, rõ ràng các thủ áo xanh của Sài Gòn rất là trời đất hay, tạo ra nhiều cơ hội. Đi lại Đường chuyền không vượt qua được Văn Trung. Vương Việt mập một bóng khá nguyên. Lê Huy, tốc độ của Lê Huy hơi nhảy. Đá thiếu lực của thế nào vào số 11. Số này diễn đạo với tốc độ rất cao.
phản công cho Sài Gòn United. Vẫn là lối chơi đối công rất hay của hai đội ở trong hiệp hai này. Lê Huy, đây là một trong những trận đấu có số lượng chuyền bóng cao ở giải đấu này. Và là bóng ở bên trái của Sài Gòn United. Số 7 đó là Thanh Hùng. Thanh Quang. Như vậy luôn. Thanh Quang. Bên hai. Trước mặt đó là Hoa Sơn. Không vừa qua được Hoa Sơn. Vâng, phạt góc cho Sài Gòn United. Tỷ số vẫn đang là 3-1. Đến đâu khẩu vào. Người bật cao đó là Thân Quang. Vẫn là Trung Phong. Lê Huy. Sổ bắt. Đường trường sẽ đến vai. Phố Bắc rất nhanh. Phan Quang không được. Cú đá ngay của Phan Quang. Không giỏi quá. Không giỏi hơn rồi. Rồi. Minh Hải quyết định đi bóng. Chọc khe. Được hay. Không vào. Rồi đá tiếp cho Xuân Khoa. Đừng vào bóng như đất của Minh Hải dành cho Xuân Khoa. Các thủ áo xanh Trung Phong có những sự thay đổi người. Qua Sơn đưa Sơn. Bóng này Tuấn Sa Vi trở lại Sơn. Người đã có một pha kiến tạo để cho Thanh Hưng mở tỷ số ở trong hiệp 1. Sẽ có những sự thay đổi, những sự hoán đổi vị trí. Tuấn Sa Vi sẽ thi đấu cao nhất trên công. Tôi lại người quay từ nữa. Tỷ số vẫn đang là 3-1 tạm nguyên về các thủ Trung Phong. Mình ơi. Cái gì vậy? Không có lỗi của Trung Phong. Quay lại đi anh em. Xuân Khoa. Mình ơi. Không vượt qua được Lê Huy. Bóng này Lê Huy đã xuống thi đấu vào vị trí của Hoàng Sơn để lại. Đó là hồ về cánh phải. Những sự thay đổi của Lê Quyền. Quyền Việt. Và điểm ở nhà của số 5. Thân Quang. Lấy ơi, lấy ơi. Thân Hùng, đợi lên bên hai. Đứng lên bạn, đứng lên bạn, đứng lên bạn. Rồi, đợi quan, đợi quan. Bốn việc. Cũng cần quan. Ừ, đi qua nó. Rồi, rồi. Thân Quang. Lấy chung bài. Đội chuyền dành cho Xuân Khoa. Ok. Thân Hùng. Vẫn là số 7 Thân Hùng. Bên hai. Quá ngươi không vượt qua được Lê Huy và góc cho Sài Gòn United. Thời gian đấu hồ Trung Minh Phong. Tập trung vô hết giờ lại. Ok. Tập trung vô hết giờ anh em. Rồi đây. Ok rồi đúng. Quý vị. Thanh Hùng. Đến đâu. Và cái bóng của Văn Quang. Nhưng ngồi đó. Nhìn sớm mà cái đồ áo xanh Sài Gòn Kinh đang tạo ra là rất mạnh mẽ xu xa.
không được. Cú đá của trung vệ Anh Trung. Dừng nhau, hết giờ rồi. Hey. Ok. Phương Bắc. Quay nhà. Tùng Sao Huy. Đường truyền đà xuống lưng Lê Huy. Lại. Ok. Anh Trương. Đối phụ Bắc. Đối Việt. Rồi, đưa lại đó rồi. Tân Quang. Đúng giữa lại, ok. Đi qua Tùng. Để bóng cho Xuân Khoa. Ok. Vẫn là những đường truyền dành cho thứ đạo áo số 17 Xuân Khoa. Lại đây. Xuân Khoa không được. Không vừa qua đường Lê Văn Trung. Tập trung vô một bóng ơi. Tiếp tục sải có một pha đập gốc dành cho các đội Sài Gòn United. Đến đầu Xuân Khoa. Vâng, lỗi của thế nào Xuân Khoa. Hết giờ rồi, đá đi. Hết giờ rồi, từ từ đá. Đứng lại. Quay lên, không về nữa. Ok. Vâng quân. Phản công cho các thủ trung phong. Đá đi. Được rồi. Hậu hơn, bấm dở hơn. Văn Trung và cái bóng rất tốt của trung vệ Văn Trung. Rồi gãi đó. Những nỗ lực của đội bóng Sài Gòn United giờ thời điểm có lại của hiệp hai này. Quý vị. Trung tâm phòng đang lùi rất sâu. Anh Trương. Lùi lại quay. Quay. Là bộ đường trường dành cho Xuân Khoa. Xuân Khoa. Và thắng giữa đèn mắt của Xuân Khoa. Cú đúp của thiên đạo vào xuôi bấy ở trong số này. Xuân Khoa là mẫu thiên đạo luôn biết cách tỏa xa đúng lúc. Từ đây và không cần nghĩ là để tạo ra những bàn thắng đẹp mắt. Những khoảng thời gian còn lại của trận đấu giải rút gay, nhưng mà Xuân Khoa đã tạo ra một cú đúp ở trong hiệp này để rút tỷ số xuống còn 2-3 cho Sài Gòn United. Chúng ta chờ xem liệu có bất ngờ nào xảy ra ở những phút còn lại của trận đấu hay không. Anh quay nữa. Ở trận đấu vòng 1, Trung Minh Phong cũng đã dẫn trước 2-1. Tuy nhiên ở những phút cuối họ đã để cho dân nhà Quảng Nam gỡ hòa 2-2. Những phút còn lại chắc chắn sẽ rất hồi hộp dành cho các cầu thủ của hai đội. Tùng Sa Vi. Vâng, lỗi của Tân Hùng. Đội sẽ là một cơ hội dành cho Trúc Nguyên Phong. Anh Châu ơi, làm nào vậy chứ anh Châu? Vâng quay. Và Thanh Hưng. Hai cầu thủ đã ghi bàn trong hiệp 1 đang đứng trước và đang ở đây. Vâng quanh không vào. Bóng đường rất khó chịu. Dừng qua. Vẫn là cầu thủ áo xanh của Sài Gòn United. Mình ấy. Vâng, phá sát của Lê Huy.
Rất căng thẳng thứ quan. Kết bình vững đang là bộ bàn. Lợi thế đang thuộc về trung phong. Tùng Sa Huy. Đội cụ trung vệ Anh Trương. Đại sang ngồi đây. Trung. Trung Trung. Quang Tùng Sa Huy, bên này, Vũ Việt, không được. Thời gian của trận đấu đang mở được bóng trung bên phòng. Rất căng thẳng các bạn, đây là một trong những trận đấu rất hay ở vòng hai này. Thần Hưng, Mười Hai, xuống qua, xuống qua, không được. Bác ơi, trời ơi, cố lên lên, bác ơi, cố lên lên. Thế Bình vẫn đang là bồn ba bóng anh. Tập trung vô. Ngay sau trận đấu này kết lại sẽ là một trận đấu cùng rất đáng xem ở vòng hai. Đó là cuộc đời sức giữa Doanh Nhân Hồ Nam và Doanh Nhân Công. Xuống qua. Không kịp. Trời ơi, tôi chỉ mấy mình luôn chạy. Hết giờ nãy giờ rồi nè. Tôi nói nhờ mà. Xung qua. Để tiếp lại những đường truyền dành cho thế nào mà hồi xuống người xung qua. Liệu những nỗ lực của đội bóng áo xanh Sài Gòn dù thích cá này của ai không? Họ vẫn đang chơi thành công. Mấy bên cho Sài Gòn dù thích thân quan. Vũ Việt. Phạt bóng của Văn Trung. Vũ Việt. Toàn bộ các thủ trung phòng đã lùi về. Đấy là Anh Trương. Em lại. Cố ra. Vũ Việt. Giữa hàng sang là đó là Thân Quang. Rồi đó là Thân Hưng. Mến bình cho Trung Nguyên Phong. Vâng, lối ném biển của cá thủ Trung Nguyên Phong. Bước dưới mặt đây hơn. Vũ Phịnh. Đội xuân của Vũ Phịnh đã không vượt qua được Phú Bắc.
Lên. Anh Trương. Vương Lam Anh. Vương Việt. Vương Lam. Dấu xa. Không vượt qua đường trung vệ Văn Trung. Theo vào bóng. Vâng, đã cất lùi. Đã cất lùi của các đội áo xanh Trung Nguyên Phong. Các đội áo xanh của Sài Gòn Tích cần phải tận dụng những đống đá vàng như này. Thì đầu Xuân Khoa. Xuân Khoa sẽ đứng trước hồi lập hai chút. Và đó ghi hòa ba đều cho Sài Gòn United. Từ tiếp cho thắng lợi. Xuân Thắng không vào. Và cứu thua của Lê Văn Trung. Và nếu như không có cái đầu của Văn Trung, rõ ràng là hat trick dành cho Xuân Khoa. Đã rất căng. Rất nhiều những cơ hội dành cho Sài Gòn United. Thời gian còn lại của trận đấu sẽ rất kịch tính thưa các bạn. Vũ Việt không vào. Vâng, sóng gió vẫn đang trôi qua. Chú thành của Thân Hai. Hai. Cái gì? Nếu mình chào Sài Gòn United. Rất căng thẳng. Thủ môn Xuân Trung, Thế Trung cũng đã giành cao rồi. Không vượt qua được Lê Huy. Dừng nhau. Đến đâu? Không vào. Sóng gió đã tạm trôi qua. Đó là phản đầu của Thanh Hùng. Tú Sa Vi. Các đội áo xanh của Sài Gòn Tích vẫn đang rất căng trương. Khải ơi, Khải ra kêu Khải. Tỷ số vẫn đang là 3-8. Nhưng về các thủ Trung Minh Phong. Phổ Bắc. Không được. Sẽ có một pha đá biên cho Sài Gòn United. Quay lòng, quay lòng, quay lòng. Đi lòng, quay lòng. Anh Trương. Không được. Vâng, đúng rồi, trọng tài cũng đã đối tích cờ khép lại trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất cần tấn hiệu hoàng. Trung Quốc Phong đã có chiến thắng đầu tiên ở ngày hôm nay và đã có được 4 điểm. Trước đó một thất bại, một chiến thắng. Kẻ thù Sài Gòn United đang có được 3 điểm. Đây là một sự cầu rất hay của hai đội. Xin chúc mừng Trung Nguyên Phong. Và các thủ áo xanh của Sài Gòn United sẽ nỗ lực hơn ở vòng 3 của mùa giải năm nay. Đối thủ của Sài Gòn United ở vòng 3 đó là Sri Akan. Và đối thủ của câu lạc bộ Trung Nguyên Phong đó là Do Nhân Công.